Sức phải khiến công thức công chỗ không. Không bao cuộc là bài học vỡ lòng. Mưa là phải... Thôi, điểm danh vào đây. Thôi, điểm danh nhá. Cơm nằm ngồi vườn 10.000 xót đây. Một một tiền thôi cho. Mày tao có tâm tao đi tận 2-3 nơi để tao mua chỗ đủ cho mày ăn đấy. Ê, đủ để bán đấy. Anh 15.000 một xót. Thôi anh, 5.000 thì mua anh ơi. 15.000 một xót, 15.000 một xót này. Từ lúc mà em cầm chiếc Oppo A93 đến nay thì em chưa bán được xuất nguyên vật nào đấy. Chỗ này có 20 xuất nhá. Nhưng mà giờ đâu ạ? Giờ cơm bằm muối vừng người. Đây này, đấy, quay dung cái gì đấy. Ủa, hay nhiều cái hơi nhiều giò. Sao mọi người thấy là em không được ăn gì đấy? Đến tàu rồi. Nụ cười tỏa hương nắng, bình minh và mây trắng. Hình như... Tôi không ai nhảy xuống đi em. Ôi mẹ ơi, ra đông vậy. Mấy đứa ơi, xuống xe của nhà tao nhé. Ai chúng mày ngồi đây á? Vào quá. Thank you, đào mẹ. Cho anh mượn mô gì mày? Cho anh mượn cái ba lô ấy. Không, mô này có vẻ ngầu. Không ơi, có vẻ đâu. Quay lên lên chào mừng tay hồi đạp rồi. Mình hay rồi. Lên 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 mọi người ơi. Đồ của mình, mẹ lấy đồ. Trời ơi, vào cái trong đi kẻo tí đất ngồi ngoài. Ui, anh ơi, vào nhanh lên kem ơi. Hai bao giờ luôn thì bảo anh nhá, để cái quay. Anh Huy rất tệ mà. Anh Huy đã chuẩn bị sẵn cao xong. Ừ, Hà sắp nôn rồi. Mọi người ơi, hãy động viên Hà nôn đi. 1, 2, 3 nôn. 1, 2, 3 nôn. Ôi, đến nơi rồi, đến nơi rồi. May quá Hà là Hà đã vượt qua được thử thách rồi. Này bỏ đi miền Tây ai cũng tin đấy, khổng quá. Hà luôn rồi anh ơi, Hà luôn rồi. Xung quanh biển đã bị biển đánh gục rồi. Mọi người ơi, thời tiết Cà Mau rất là nóng, nóng khác hẳn với cả Hà Nội luôn. Rất là nắng, rất là gắt, rất là hanh. Nhưng mà... Nóng quá. Nhưng mà gió cũng là gió. Nóng quá mọi người ơi. Có gió mà. Em sốt mất. Đây mọi người nhá, đây là ghe bèo đấy nhá. Mọi người để bỏ qua cái chữ HP cái đi. HP này là chắc là nhập khẩu từ Hải Phòng sang thôi. HP chắc là hạnh phúc thôi. Đúng. Ok, cái này à? Bây giờ thì bọn mình đã đến khu vực homestay mang tên là Secret Garden. Đấy. Arsenal thì sẽ ở đây trong khoảng thời gian là 3 ngày 2 đêm. Mọi người thì đang đợi trong lúc nhận phòng. Đấy thì anh em đàn ông con trai có thể chơi PR. Người sếp của chúng ta kia. Đây anh Huy, giới thiệu mọi người anh Huy nói dối vợ là tối đi du lịch. Đấy, xong đi ra ngoài từ 6 giờ sáng. Xong bảo vợ là anh phải đi làm buổi sáng. Tối anh mới đi. Anh nhớ là nhầm lịch. Nhớ nhầm lịch, chính anh là người sắp lịch trong anh nhớ nhầm á chết. Dự kiến là bọn mình sẽ ở những cái khu nhà mấy cái phòng này thì hình như là có giường tầng hay sao ấy. Chiều chiều cảm thấy homestay này nào. Đây là phòng bọn mình ở. Bọn mình sẽ ở phòng dorm. Buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ là mình sẽ sử dụng chiếc Oppo A93 này để chụp ảnh cho các chị em, bởi vì mình thấy có khá là nhiều góc đẹp ở đây có thể sống ảo được cho mọi người. Tình hình là định gọi là chụp một kiểu ảnh tập thể để cho mọi người gọi tăng tính đoàn kết, nhưng mà có lẽ là cứ cái đà chơi Among Us này là không thể đoàn kết được các bạn. Nào mọi người ơi, đẩy Quy Du đây mọi người ơi. Cá chất trụ. Ta xem lại chuột video rồi. Em quay nhá. Mọi người liên hệ em nhá. 1, 2, 3. Anh Huy, anh cho màn hình anh cứu vớt. 3. Rồi cả nhà đổi giá kia. Để nhận xét về nước ảnh trên chiếc Oppo A93 thì mình sẽ nhận xét về nước ảnh cho ra từ camera phía sau trước
với 4 camera phía sau, trong đó có một camera chính với độ phân giải là 48 megapixel, thế nên là ảnh cho ra thì với độ chi tiết khá tốt. Thế nhưng đây vẫn chưa phải điểm mình thích nhất, mà điều mình thực sự ấn tượng đó chính là AI trên chiếc Oppo A93 đã làm việc cực kỳ tốt. Nó đã đem đến cho chúng ta những màu sắc và những nước ảnh cực kỳ rực rỡ và nịnh mắt. Với những bức ảnh mà mình chụp ở đây, ví dụ chụp hà hay là những bức ảnh mà mình đã chụp vi, thì đa phần AI đã tinh chỉnh ở trong cái điều kiện ánh sáng bên ngoài khá là lớn, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là những cái chi tiết và phần ánh sáng màu sắc ở vùng tối và vùng sáng đều được tinh chỉnh và đem đến cho tổng thể bức ảnh một cái nước ảnh nhìn cực kỳ là nịnh mắt. Đa phần thì những bức ảnh ở đây mình không phải chỉnh sửa quá nhiều mà chúng ta vẫn sẽ có thể sống ảo luôn, bởi vì nó đã khá là đẹp rồi. Nhưng mà có một điểm mà mình nghĩ rằng là mình sẽ phải nói, đó chính là về cái chế độ, một cái tính năng khá là mới mà ở trên những dòng cao cấp của Oppo mới có nhưng đã được đưa xuống dòng A93, đó chính là tính năng xóa phông tách nền. Với những bức ảnh mà mình chụp mây ở đây thì mọi người có thể thấy rằng là cái khả năng tách nền trên chiếc A93 khá tốt. Mình khá bất ngờ với khả năng tách nền của em nó. Bây giờ thì mọi người sẽ nghỉ ngơi này, rồi bọn mình sẽ chuẩn bị ăn trưa. Lát nữa sẽ xem là bữa trưa ngày hôm nay sẽ có điều gì. Ôi dồi ôi, đông quá rồi. Ôi ôi, các anh chị em trên đồ đi đâu đấy? Ôi, karaoke, karaoke. À anh ơi, chị My này có một cái đảo ở Mạn Cát Bà đấy anh. Chị định rủ mọi người ra chơi. Thích kít Hải Phòng nha anh, về đây nhựa hồn. Nhà Tân bây giờ còn mở rộng ra cả Cà Mau rồi. Đây, Lý Quốc Sư ấy. Đây nhà anh Tân không chỉ bán phở nữa, bán đặc sản Tây Núi nữa luôn. Mở rộng chi nhánh. Mở rộng cả món luôn. Nào ai là người vòng đây? Sập to. Đánh đây mọi người ơi, đánh đây. Đánh đây là kill đây. Không có lách xùi thôi mà. 300 mét từ ở vài bước chân kêu. Đúng là bó tiểu thư. Em tuổi trẻ em nhiệt tình em biết. Đây. Ui, nhà hàng sang trọng quá. Nhà mình ăn tiệc cưới. Đừng đi ăn bún đậu à? Ôi, ở đây có sân khấu biểu diễn à? Mày đi ăn cho mọi người tụi huyết áp rồi. Đây hôm nay bọn mình đã bao cả cái nhà hàng này. Hey, yo mọi người, cuối cùng thì TBS Channel cũng đã đến với cả nhà hàng ăn ngày hôm nay. Bọn mình ăn ở nhà hàng tên là Quang Tùng đấy, anh em đến để tham khảo. Nghe Hưng nói là đây là nhà hàng khá là ok la. Bữa của mình là có rất là nhiều những cái món nó gọi là đặc trưng, cá thu ấy, tôm chiên muối. Kia là món mực chiên. Ui, cả một đĩa hàu này thì anh em làm nào tối nay bây giờ. Quá là tuyệt vời luôn. Đây, team này là team gọi là ăn tất cả mọi thứ. Bên kia là team không ăn hải sản. Đấy, team bên này là team ăn theo kiểu là ăn hương ăn hoa. 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, go! Hào hào lại, hào lại. Hào lại nhớ bữa hôm qua. Qua anh về đâu bụng không? Em về em xối cả bụng rồi. Anh chỉ sót cho anh đầu. Anh ơi! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
toàn những người nhân cách rồi ăn. Cái gì một nét văn hóa người Trà Lạ, một con tôm, một cọng rau, một cọng dòng mục, một con bề bề, một con hàu. Đúng là mâm mâm của người văn minh, còn mâm này của người không văn minh lắm. Thế sao rồi? Ôi, bọn xàm rồi. Rút kinh nghiệm từ hôm trước hôm nay anh đi về sớm. Rồi về được em ơi. Về à? Anh về trước em. Không ai về à? Không ai giờ như anh hết á. Làm đi, Dũng ơi, tao chưa thấy mày làm gì đâu. Được, tao thấy mày toàn chơi. Ra làm đi. Hả? Thôi, gái. Hả ơi, anh còn về em không? Đâu, đâu ạ? À? Làm đi. Anh còn đi chợ xanh rất nhiều đồ. Ơi, Quân đây làm gì đây em? Em dùng nước để làm thầu anh ạ.
Nhìn kìa xem nó cắt lãng phí được kìa. Đấy, đấy, đấy. Cắt lãng phí vừa rồi cho thấy các bạn thấy bộ mặt thật đó. Lãng phí. Mày cắt kiểu gì nữa chiều. Trời ơi. Về đây về làm em ơi. Ờ rồi đây. Đây. Ôi hàng một con người chăm chỉ. Em phải đi chợ đây về em nấu ăn. Em mệt lắm. Rồi bên đội phê pha đang pha rượu. Say không về, đúng rồi. Anh có tác dụng gì mấy? Nhưng mà không say thì sẽ phải rửa bát nha. Tao là bếp trưởng, mày không hiểu à? Không tốt, em đến em điều chỉnh. Đấy, về em quay lại em xem một người làm ok không? Đó, ra gọi đi kìa đi kìa. Tại sao có một ông sếp khi mà có chảy máu rồi anh ạ? Ôi, chết em hồ rồi. Em hồ rồi quá. Chết rồi, lại có biến gì đấy? Sai gì tao? Ôi, rồi ôi. Em bị chảy máu quá. Có đánh mày à? Đập chết tao đi. Phê pha có vẻ là văn chất lượng quá rồi. Không say không về anh ạ. Ờ. Cô gái đẹp đàng. Bên đây đâu? Lý ở đây, em giám sát. Cho em hỏi anh nào. Tao là giám sát ở đây rồi, đây một giám sát thôi. Em là giám sát tổng. Thôi vào bếp hoặc là ngoài này làm đi. Đây này, đấy, đấy. Chưa ai được diễn bản, nó đã up rồi. Cứ mãi như vậy, tùy tình ta sẽ chẳng phải nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Đây là ông Tân Vlog. Rồi ông Tân Vlog với công thức phở mà. Cái gì nhỉ? Pha nước phở cổ truyền. Chạy. Chào anh khỏe không? Bây giờ thì người bắt đầu giúp em. Mày ơi. Mời danh ca giáo viên tới đây tặng cho một người bài cổ truyền đi ạ. Đây các bạn ơi, tiệc đã về đêm thế nhưng mà mọi sự sôi động thì nó vẫn chưa gọi là dập tắt. Đấy, nó vẫn bật bùng và nghe nhói như là bếp lửa của anh Huy vậy. Người đàn ông vẫn rất cẩn mẫn. Đấy, đây là hàu nướng mỡ hành đấy, các bạn thấy không? Rồi, cái món này là cái món mà tiêu thụ được gọi là năng suất nhất trong tất cả các món. Đấy, thế nhưng mà có một vấn đề xảy ra là nếu như các anh em đàn ông ăn nhiều hàu này tối nay sẽ làm gì? Đây là cái đầu tiên mình nghĩ đến là thằng dục này. À, em nói là tối nay sẽ làm gì thôi mà. Mọi người không nhìn của em đấy. Mọi người không nhìn của em nào. Theo nhìn đi mọi người. Thôi. Chơi. Ôi mày, mọi người chú gì quá. Anh Huy quán cháy rồi, quán cháy rồi. Cháy đâu mà cháy. Đây là đội nhảy ké. Rồi, có lẽ bây giờ thì bọn mình sẽ đi ngủ. Mình thì cũng vừa tắm qua lại một tí bởi vì quẩy hơi nhiệt. Bây giờ đang là khoảng tầm 2:41 và sau cả một chặng hành trình rất là dài của mình, từ di chuyển từ Hà Nội này đến Cát Bà rồi chụp ảnh rồi tất cả mọi thứ mình làm cả một ngày với chiếc Oppo A93 thì hiện tại em nó đang có phần trăm pin là 37%. Đấy, vừa xuống 36% rồi. Thì với cá nhân của mình sau một ngày trải nghiệm Oppo A93 thì nó là một chiếc điện thoại đáp ứng khá là đầy đủ tất cả những cái nhu cầu sử dụng của mình
và những người bạn, những thành viên trong Echino nữa. Đặc biệt là các chị em con gái thì có vẻ khá là thích thiết kế của em nó. Về dung lượng pin, điều mà chúng ta đang nói chuyện ở đây thì có lẽ rằng là nó sẽ có một điểm hơi thiệt thòi so với những chiếc Oppo ở phân khúc cao hơn. Đó chính là nó sẽ không có công nghệ sạc VOOC, một cái công nghệ sạc chứ danh của Oppo. Thế nhưng mà Oppo thì cũng đã tinh chỉnh cho chúng ta vẫn sẽ có khả năng sạc nhanh 18W này. Vẫn sẽ có cái phần mềm tinh chỉnh tiết kiệm pin, sạc pin đêm thông minh của Oppo để các bạn có thể hạn chế cái tình trạng là cháy pin khi chúng ta sạc đêm. Đấy, thì mình nghĩ rằng là cả một ngày đi chơi, chụp ảnh, quay phim, tất cả mọi thứ như thế. Với cái thời lượng sử dụng pin bây giờ là 36%, thì mình nghĩ là nó đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Còn bây giờ thì có lẽ mình sẽ sạc pin lên nó. Và ngày mai thì Echino sẽ quay trở về Hà Nội và kết thúc chuỗi ngày nghỉ tươi đẹp của bọn mình.